Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Sáng 18 tháng 5, Trung ương họp phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành hội nghị. Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự. Liên quan nội dung xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5. Cũng theo Tổng Bí thư, với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao, Trung ương đã bầu bổ sung vào Bộ Chính trị ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Và ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã quyết định để bà Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để nghỉ công tác vì đã có vi phạm về các điều đảng viên không được làm. Ban Chấp hành Trung ương còn quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Với dự thảo đề cương các báo cáo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ yêu cầu của Trung ương là dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới. Bên cạnh đó, theo Tổng Bí thư, cần xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030, 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045, 100 năm thành lập nước. Tổng Bí thư yêu cầu đi sâu phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025, khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Theo Tổng Bí thư, cần chú trọng làm rõ những vấn đề lớn, quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Cũng tại hội nghị lần này, Trung ương đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào tờ trình và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận cao những nội dung Bộ Chính trị xin ý kiến. Theo Tổng Bí thư, đây là công việc hệ trọng, cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Tổng Bí thư lưu ý công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội các cấp, góp phần cho thành công Đại hội 14 của Đảng. Chiều ngày 17 tháng 5, phiên tòa xét xử phúc thẩm đại án Việt Á đã bước sang ngày làm việc cuối cùng. Tại phần tuyên án có diễn biến bất ngờ khi bị cáo Trần Thanh Phong, cựu phó phòng tài chính kế toán CDC tỉnh Bình Dương, được tuyên miễn trách nhiệm hình sự. Tại bản án sơ thẩm, bị cáo Thanh Phong lĩnh án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng ông Trần Thanh Phong trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội đã chịu sự chỉ đạo áp lực lớn từ cấp trên. Ngoài ra, ông Phong không hưởng lợi nhưng đã tự nguyện khắc phục 20 triệu đồng thay cho Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á. Như vậy, ông Phong là người thứ hai trong đại án Việt Á được miễn trách nhiệm hình sự.
Người đầu tiên là ông Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương. Ông Phong cho biết bản thân rất xúc động trước bản án này. Ông gửi lời cảm ơn hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã đưa ra bản án nghiêm minh nhưng đầy nhân văn, nhân đạo. Về lý do tại sao phiên tòa sơ thẩm đã được tuyên án treo, được tại ngoại nhưng vẫn kháng cáo, ông Phong cho biết vợ chồng ông có 3 người con nhỏ 14 tuổi. Ông kháng cáo là muốn chứng minh bản thân trong sạch để làm tấm gương cho các con sau này. Ông Phong nói bản thân đã nhận thức việc làm của mình là sai, nhưng thời điểm đó làm theo chỉ đạo của cấp trên, tất cả vì mục đích chung của xã hội, trong bối cảnh muốn cứu người. Ông Phong nói, ông cũng như cấp trên là ông Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương, thời điểm đó chỉ tập trung làm việc để cứu con người, chứ không nhận một đồng cảm ơn hay bất kỳ lợi ích nào của công ty Việt Á. Quá trình phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương luôn sát sao, chỉ đạo, không gặp gỡ các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, chống dịch. Chỉ tập trung tất cả cho công tác cứu giúp người dân, ông và các đồng nghiệp luôn quán triệt tinh thần này. Theo luật sư Nguyễn Thành Long, bào chữa cho ông Nguyễn Thành Phong, người được miễn trách nhiệm hình sự sẽ được khôi phục toàn bộ những quyền lợi trước đây như chức vụ, việc làm. Luật sư Long tin rằng trường hợp của ông Phong sẽ được cơ quan tố tụng, đặc biệt là Sở Y tế Bình Dương khôi phục lại toàn bộ các quyền lợi. Luật sư Long nói, pháp luật luôn đánh giá đầy đủ, công và tội, luôn có chính sách khoan hồng đặc biệt với những người dám làm mà không vì mục đích vụ lợi. Ngoài ông Phong, tòa phúc thẩm còn giảm án cho một số bị cáo. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thanh Long từ 18 năm tù xuống còn 17 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định rằng bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm nộp thêm 1 tỷ đồng, ngoài 2,25 triệu đô la Mỹ nhận hối lộ đã nộp đủ, được xem là tình tiết mới. Mặt khác, bị cáo Long là giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học được đánh giá cao, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận, đánh giá ngoài phạm vi Việt Nam. Ông Long cũng là giáo sư góp phần đào tạo ra nhiều tiến sĩ y khoa. Bản án phúc thẩm nêu, hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo để giúp bị cáo Long sớm trở về xã hội, trở thành công dân có ích. Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo giảm 1 năm, còn 12 năm tù về tội nhận hối lộ. Hai bị cáo Lê Thị Hồng Xuyên, cựu nhân viên CDC Bình Dương và Nguyễn Thị Hậu, cựu phó phòng tài chính kế toán CDC Bắc Giang cũng được chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức án 24 tháng và 30 tháng nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế cũng được chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm từ 7 năm còn 6 năm 3 tháng tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, bị tuyên y án 29 năm tù, tổng cộng đối với tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Đối với các kháng cáo của công ty Việt Á, mẹ và vợ của bị cáo Việt, tòa phúc thẩm thấy không có căn cứ chấp nhận. Theo đó, tòa phúc thẩm quyết định tiếp tục phong tỏa, kê biên sổ tiết kiệm trị giá hơn 430 tỷ đồng liên quan đến Phan Quốc Việt để đảm bảo thi hành án. Theo tòa phúc thẩm, lời khai của Việt, các bị cáo, người có quyền lợi liên quan cho thấy, khi dịch COVID-19 bùng phát, chính phủ cùng Bộ Khoa học Công nghệ giao các đơn vị khoa học chủ động nghiên cứu, chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch, với mục đích để công ty Việt Á được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu kit test, sau đó chiếm đoạt, bán kit test thành phẩm của công ty để sản xuất, tiêu thụ. Phan Quốc Việt thông đồng với Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật để Việt Á được Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt tham gia, phối hợp với Học viện Quân y thực hiện đề tài. Sau đó, Phan Quốc Việt đề nghị Nguyễn Văn Trịnh, Nguyễn Thành Long can thiệp tác động, chỉ đạo để công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, đăng ký lưu hành chính thức kit test COVID-19. Khi Việt Á sản xuất thương mại, bán 200.000 kit test cho Bộ Y tế, Phan Quốc Việt đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương xác định giá 470.000 đồng trên kit test không có căn cứ. Theo cáo buộc, Việt Á sản xuất hơn 8,7 triệu kit test, nâng khống giá nguyên liệu đầu vào rồi bán tặng ứng trước hơn 8,3 triệu kit test cho các đơn vị cơ sở y tế trên khắp cả nước, được thanh toán hơn 4,5 triệu kit test với tổng giá trị hơn 2.257 tỷ đồng. Hành vi của Phan Quốc Việt và đồng phạm gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng, trong đó nhà nước thiệt hại hơn 402 tỷ đồng tại 19 tỉnh thành khi mua kit test đã bị nâng khống giá. Trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm, Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 106 tỷ đồng cho các cựu quan chức, trong đó ông Nguyễn Thanh Long được cảm ơn 2,25 triệu đô la Mỹ. Tòa cũng tuyên y án với bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á, bị y án 7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 8 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là 15 năm tù.
bị cáo Nguyễn Trường Giang, cựu tổng giám đốc công ty VNDAT, y án sơ thẩm là 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Trần Thị Hồng, nhân viên công ty Việt Á, y án sơ thẩm 30 tháng tù về vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.